Đây là Hán Triệt Quyền, đại diện nước Việt Nam, đại diện cho các đồng chí quảng chó đứng hai bên đá đồng, đá cao và đá bay. Với công thủ chiến thoái linh động, đại diện tạo nên đặc thù của bên phải. Phân pháp trong bài này giúp tấn sinh nhanh nhẹ và thư giác của tình theo ý muốn. Vị trí tấn pháp kết hợp với thân thủ hồ pháp tạo nên vững mạnh và hiệu lực của đoàn thể.